Ở thời điểm hiện tại, có thể nói João Cancelo đã và đang cho thấy sự xuất sắc của mình nơi tuyến giữa của Man City. Để đạt được sự tin tưởng tuyệt đối này từ Pep Guardiola, Cancelo đã phải trải qua một quá trình khổ luyện và thi đấu dài lâu. Có thể nói, thành công của João Cancelo ở thời điểm hiện tại chỉ là thành quả của tài năng và sự chăm chỉ của anh. Vậy, João Cancelo đã làm được điều đó như thế nào? Anh có gì đặc biệt để khiến Pep Guardiola tiếp tục tin tưởng? Tất cả sẽ có câu trả lời ngay sau đây. Thật sự, khi nhìn vào việc Liverpool không thể tạo ra được bất cứ cơ hội nào trong trận thua 1-4 ngay tại Anfield, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin mà nói rằng đoàn quân của Pep Guardiola đã chạm một tay vào chiếc cúp vô địch và gần như lật đổ hoàn toàn ngai vương của The Cop. Trong chiến thắng này của đội bóng thành Manchester, có công lớn nhất chính là João Cancelo. Thật sự có thể thấy tầm quan trọng của cầu thủ người Bồ Đào Nha trong lối chơi của Pep Guardiola qua việc phải đến phút 60 của trận gặp Burnley, Cancelo mới rời khỏi sân. Sau đó, anh được ngồi ngoài ở trận gặp Sheffield United nhằm đảm bảo thế lực trước trận gặp Liverpool. Ruben Dias là người có công sắp xếp hàng phòng ngự Man City một cách ngay ngắn. Dù lỗi của anh trong quả penalty mà Man City phải chịu cho thấy sự thiếu ổn định, John Stones cũng cho thấy sự cải thiện. Tuy nhiên, lý do lớn nhất dẫn đến thành công của Man City chính là sự cải thiện về mặt đội hình. Trong đó, việc sắp xếp João Cancelo vào một vị trí hợp lý thật sự đóng vai trò rất quan trọng. Khả năng ngoặt bóng vào trong từ vị trí hậu vệ cánh đã giúp Pep Guardiola giữ vững quyền kiểm soát bóng, trong khi vẫn giúp đội bóng của mình có được một đội hình phòng ngự ổn định khi quyền kiểm soát bóng bị mất đi. Đây không phải là một trận đấu mang đậm dấu ấn của Pep. Tuy nhiên, việc João Cancelo tạo ra được cơ hội bằng các pha ngoặt bóng đã giúp Man City giữ vững các pha kiểm soát bóng thay vì thi đấu một cách khô khan, kể cả khi Kevin De Bruyne không thi đấu. Như Jamie Carragher đã phân tích ở chương trình Monday Night Football, vị trí thi đấu của anh đã giúp Ilkay Gundogan được giải phóng. Ảnh hưởng của João Cancelo không được thấy rõ ở trận đấu tại Anfield như những tuần gần đây. Cụ thể, trong trận đấu đó, Cancelo thường thi đấu lùi sâu hơn để bảo vệ Man City ở những pha luân chuyển. Tuy nhiên, những đường chuyền xuyên phá của anh cho Ilkay Gundogan vượt qua phòng ngự Liverpool đã giúp cho Man City có được những cơ hội mở trước khung thành của The Kop. Đây là điều anh đã làm được và là điều mà huấn luyện viên của anh cũng hiểu rất rõ. Chia sẻ về João Cancelo, mắt của Pep Guardiola sáng bừng sự hạnh phúc và tự hào. Cậu ấy là một người rất vui tính, cậu ấy được yêu mến không chỉ bởi các cầu thủ mà còn bởi các nhân viên của đội bóng. Tuy nhiên, những fan hâm mộ của Man City cần nhiều thời gian hơn trước khi hoàn toàn bị thuyết phục bởi João Cancelo, một phần vì anh có giá trị lên đến 60 triệu bảng, biến anh trở thành hậu vệ phải đắt giá nhất lịch sử. Ở thời điểm cuối năm, Cancelo mới chỉ ra sân 4 trận ở mùa đầu tiên ở Man City. Nhưng dự đoán về tương lai của anh, một cầu thủ đã từng chơi cho Inter, Valencia và Juventus bắt đầu được đưa ra sau đó. Rốt cuộc, João Cancelo quyết định ở lại để tranh đấu vị trí của mình ở Etihad. Cậu ấy đã có được phong độ tốt ở mùa này sau khi đã xác định được kế hoạch ở đây dài lâu. Kể từ đó, cậu ấy ngày càng chơi tiến bộ. Có lẽ, cậu ấy muốn ổn định sau khi đã đi quá nhiều quốc gia và quá nhiều câu lạc bộ, Pep chia sẻ. Vậy, làm thế nào một đội bóng có thể tìm ra được một tài năng cần thiết cho một vị trí mà rất ít đội bóng đòi hỏi các cầu thủ của mình thi đấu? Như trên hết, câu hỏi được đặt ra nhiều nhất vẫn là vai trò của João Cancelo ở vị trí hậu vệ cánh và tiền vệ là gì? Pep Guardiola đã thú nhận rằng chưa bao giờ ông nghĩ sẽ để João Cancelo thi đấu ở vị trí đó. Cụ thể, huấn luyện viên người Tây Ban Nha chia sẻ: ban đầu khá khó, nhưng sau khi theo dõi các trận đấu hay các buổi tập, chúng tôi có thể thấy rõ cách cậu ấy di chuyển, cách cậu ấy kiểm soát thế trận cũng như kiểm soát mối quan hệ với các đồng đội bên trong cũng như bên ngoài khu vực. Các cầu thủ ở tuyến sau không thể thi đấu ở vị trí này, họ chỉ có thể thi đấu cánh, nhưng cậu ấy thì có khả năng thi đấu ở vị trí đó, tương tự là Danilo, Fabian Def và Alex Zinchenko. Chúng tôi đôi lúc cần đến những phẩm chất này của họ, khi đó bạn tin rằng họ có thể làm được. Chúng tôi chia sẻ với họ, cố gắng giải thích cho họ. Đôi lúc chúng tôi nhận ra rằng mọi thứ rất khó cho họ, nhưng nếu bạn cho thấy sự lạc quan và tin rằng họ có thể làm như thế, họ chắc chắn sẽ có đủ tố chất để làm được. João Cancelo đã học hỏi được rất nhiều ở mùa này. Trong trận derby Manchester tại Old Trafford, anh được sử dụng như một hậu vệ trái. Trong khi đó, tại The Hawthorns mới đây, anh được sắp xếp thi đấu ở phần sân đối phương, đặc biệt là ở vị trí trung lộ. Trong khi đó, ở trận đấu tại Anfield, Cancelo được xếp sâu hơn. Mạng lưới chuyền bóng của Man City trong trận thắng gần đây trước Burnley cho thấy việc João Cancelo trở nên quan trọng như thế nào trong cách xây dựng thế trận. Cụ thể, anh thường xuyên nhận bóng từ các cầu thủ phía sau lưng, bên trong và phía trước, sau đó trở thành cầu nối cho các pha tấn công. Tổng cộng, Cancelo có được 85 đường chạm bóng trong 64 phút tại Turf Moor.
khi Man City pressing tầm cao, Pep Guardiola nhận ra một điều khiến Cancelo khác biệt so với những hậu vệ cánh dạt vào hàng tiền vệ, đó chính là khả năng sáng tạo. Tuy nhiên, đó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc Cancelo di chuyển vào trung lộ. Nguyên nhân thật sự của điều này đó là khả năng luân chuyển quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, việc Cancelo có thể trở thành một chân kiến tạo đã giúp Man City có được thêm một lối tấn công mà trước đây họ chưa từng thử nghiệm. Cancelo bất ngờ thay lại chính là cầu thủ có số lần kiến tạo kỳ vọng cao nhất từ các tình huống mở trong số các cầu thủ thuộc biên chế Man City mùa này, thậm chí vượt mặt cả Sterling và De Bruyne. Chỉ có 3 cầu thủ là Bruno Fernandes, Jack Grealish và Mohamed Salah là vượt qua được Cancelo. Nói rõ hơn, điều này đồng nghĩa với việc khi chất lượng của các pha bóng được xây dựng và lợi thế từ các pha bóng cố định bị loại bỏ, Cancelo là cầu thủ tạo được nhiều cơ hội nhất trong số các cầu thủ Man City. Anh không chỉ giữ bóng, anh còn thực hiện được những đường chuyền xuyên qua các tuyến. Đội bóng của Pep Guardiola đã giành được chiến thắng 3-1 trên sân Goodison Park gần đây. Đầu tiên là cú đá tuyệt vời của Phil Foden, sau đó là hai tác phẩm khác của Riyad Mahrez và Bernardo Silva, qua đó giúp Man City ra về với 3 điểm. Một trong những cái tên thú vị nhất của đội khách đó chính là João Cancelo, người lúc này được xếp thi đấu bên cánh trái và có xu hướng bó vào trong, gần như trở thành một tiền vệ trung tâm cánh trái. Pep Guardiola khi được hỏi sau trận đấu về vai trò của João Cancelo đã trả lời rằng điều này dựa vào một vài yếu tố. Vị trí đó sẽ giúp cậu ấy chuyền được bóng cho nhiều người khác hơn, đơn giản chỉ có vậy. Mỗi lúc lại có một vị trí khác nhau, có lúc các hậu vệ cánh của chúng tôi tấn công rộng hơn, tùy thuộc vào đối thủ. Khi được hỏi sâu hơn về việc liệu Cancelo có phải là một cầu thủ giỏi và có kỹ thuật tốt, những thứ rất cần ở vai trò này hay không, Pep Guardiola cũng đã đồng ý. Đương nhiên, tôi đồng ý với các anh, không phải bóng đá lúc nào cũng có thể thi đấu bó vào rong. Alex Zinchenko cũng có thể làm được điều đó. Fabian Duff đã làm được ở mùa trước và mùa này là João Cancelo, còn tùy thuộc vào kỹ năng của từng người nữa. Qua những gì mà truyền thông Anh chia sẻ, chúng ta đã phần nào nhận ra được lý do vì sao João Cancelo đã tỏa sáng trong thời gian gần đây. Không chỉ bởi tài năng cũng như sự khéo léo của mình, Cancelo còn đạt được thành công nhờ vào lòng tin của Pep Guardiola, một người chưa bao giờ ngại thử nghiệm một điều gì đó hay một vị trí nào đó mới mẻ. Thật sự phải rất may mắn João Cancelo mới có thể có được vinh dự làm việc với một huấn luyện viên như thế, một người sẽ luôn biết cách phải làm thế nào tận dụng được tối đa tài năng những cầu thủ ông có trong tay. Thank you.